Chị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chương tổng quan về lý thuyết đồ thị. Chúng ta sang cái phần cận kề, đỉnh kề và bậc. Thì đây sẽ là một số cái khái niệm tiếp theo trong cái nhập môn coi như là nhập môn lý thuyết đồ thị. Đầu tiên là chúng ta xem cái mối quan hệ giữa cạnh và đỉnh. Hai đỉnh U và V trong một đồ thị vô hướng G được gọi là kề hay liền kề hay là láng giềng nếu UV là một cạnh của G. Thì trong cái khái niệm này chúng ta sẽ đề cập đến hai đỉnh với nhau. Cái khái niệm mà chúng ta biết đến là kề, liền kề hay là láng giềng. Thì các anh chị sẽ thấy là trong các cái khái niệm thì sẽ có nhiều cái tên gọi được đưa ra. Chúng ta cần biết nhiều tên gọi để khi mà chúng ta xem những cái tài liệu khác, nếu mà người ta đề cập đến những cái từ này thì chúng ta cũng hiểu là cái tài liệu đó nó đang muốn nói về cái vấn đề gì, thay vì chúng ta chỉ biết một khái niệm duy nhất. Thì trong cái khái niệm này chúng ta thấy là người ta đang nói đến cái đồ thị vô hướng. Thì nếu nó là đồ thị có hướng thì cái khái niệm nó sẽ có khác đi. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến đồ thị vô hướng. Thì lúc này hai đỉnh UV trong cái đồ thị này chúng ta sẽ gọi là liền kề, kề hay là láng giềng khi mà có cạnh nối giữa hai đỉnh này. Thì chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Thì UV là một cạnh thì cũng coi như là có cạnh nối giữa U với V. Và một điều chúng ta cần lưu ý về mặt ký hiệu đó là khi mà chúng ta đề cập đến cạnh vô hướng thì chúng ta sử dụng cái dấu ngoặc ngoặc nhỏ. Còn nếu mà chúng ta đề cập đến cạnh có hướng thì chúng ta sẽ sử dụng cái dấu ngoặc tròn, dấu ngoặc đơn. Thì lúc này cái cạnh UV hay còn gọi là cạnh E sẽ được gọi là cạnh liên thuộc với các đỉnh U và V. Ngoài ra nó cái E này nó còn được gọi là cạnh nối các đỉnh U và V. Thì ở đây chúng ta đưa ra cái tên gọi E để chúng ta dễ phát biểu thôi. Còn thông thường khi người ta đề cập đến cái cạnh này thì người ta chỉ có gọi nó bằng cái tên là cạnh UV thôi. Tức là chúng ta hiểu cạnh nối giữa hai đỉnh UV nó được gọi là cạnh liên thuộc với đỉnh U và đỉnh V. Và cuối cùng là cái khái niệm điểm đầu mút. Thì lúc này UV gọi là các điểm đầu mút của cạnh E. Cạnh E tức là cái cạnh UV. Vâng, vâng. Cái khái niệm tiếp theo là cái khái niệm bậc của đỉnh. Thì cái khái niệm này trong những cái bài sau này chúng ta sẽ có sử dụng lại cũng khá là nhiều. Bậc của một đỉnh trên đồ thị vô hướng là số cạnh liên thuộc với nó. Riêng khuyên tại một đỉnh được tính hai lần cho bậc của nó. Và ký hiệu cho cái bậc của đỉnh thì người ta sử dụng cái chữ viết tắt là DEG mở ngoặc ra, cái tên đỉnh đóng ngoặc lại. Thì cái chữ DEG này là viết tắt của cái chữ degree tức là bậc. Thì tỉnh thoảng người ta vẫn dùng cái ký hiệu là D. Thay vì viết DEG thì người ta viết D, thì chúng ta cũng hiểu đó chính là cái ký hiệu của bậc. Thì như vậy thì trong cái khái niệm bậc của đỉnh này chúng ta thấy là có sử dụng đến cái khái niệm trước đó là cái cạnh liên thuộc. Như vậy rõ ràng là chúng ta phải biết được cái cạnh liên thuộc là cái gì. Cạnh liên thuộc là cái cạnh mà có nối đến cái đỉnh đó thôi. Như vậy cái khái niệm bậc này cho muốn xác định được thì chúng ta sẽ xác định số cạnh nối với nó. Riêng cái khuyên, mỗi khuyên như vậy thì chúng ta sẽ tính là hai lần, tức là hai đơn vị bậc. Thì nhìn vào cái ví dụ bên dưới, chúng ta đặt tên cho các cái đỉnh. Thì cái đỉnh số 1 này chúng ta thấy là có ba cạnh liên thuộc, tức là có ba cạnh nối với cái đỉnh này. Tuy nhiên cái bậc của cái đỉnh này sẽ là 4,
Lý do là gì? Là vì có một cạnh khuyên. Như vậy ba cạnh trong đó hai cạnh kia thì mỗi cạnh tính một, còn lại cạnh khuyên tính hai. Như vậy ba cạnh thì bậc bốn trong trường hợp này. Còn đối với cái đỉnh mà chúng ta ghi số 2 ở đây thì chúng ta thấy là có tổng cộng là bốn cạnh liên thuộc với cái đỉnh số 2 này. Và bậc của nó cũng là 4 luôn, tại vì trong bốn cạnh không có cạnh nào là khuyên. Thì đó chính là cái khái niệm về bậc của đỉnh. Thì về mặt hình thức thì chúng ta bắt buộc phải phát biểu dựa trên số cạnh liên thuộc. Tuy nhiên chúng ta có thể tìm cho chính mình một cái cách khác để khi chúng ta nhìn vào cái biểu diễn dưới dạng hình vẽ, chúng ta có thể xác định được cái số bậc của một đỉnh mà chúng ta không cần nhớ đến cái khái niệm là cạnh liên thuộc. Thế ví dụ trên cái hình này thì chúng ta trên một cái đồ thị biểu diễn dưới dạng hình vẽ bất kỳ, chúng ta chỉ cần xem là có bao nhiêu cái đầu nối vào trong cái đỉnh thì tương ứng đó là số bậc. Ví dụ như là với cái đỉnh thì chúng ta đánh số 3 ở đây thì chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy là có 5 cái đầu múc của cạnh đính vào cái đỉnh này thì nghĩa là bậc của nó là 5. Còn nếu mà về mặt định nghĩa hình thức thì chúng ta thấy là gì? Có tổng cộng là 4 cạnh liên thuộc, trong đó có một cạnh là cạnh khuyên. Cho nên cạnh khuyên này được tính 2 lần thì nó sẽ là 5, tức là bậc của đỉnh số 3 này là 5. Tương tự như vậy, cái đỉnh số 4 có 3 đầu múc nối vào, như vậy bậc của nó là 3. Đỉnh số 5 có 3 đầu múc nối vào thì bậc của nó cũng là 3. Đó là một cái cách để giúp chúng ta nhận biết, thay vì chúng ta phải nhớ đến cái khái niệm cạnh liên thuộc. Thì đây chỉ là một cái gợi ý thôi. Còn nếu mà các anh chị theo đúng cái khái niệm về mặt hình thức thì quá tốt rồi. Cái đó là coi như là chuẩn nhất. Thì nếu mà chúng ta nhớ được thì chúng ta nhớ theo cái cách đó là tốt nhất. Thì đây là một cái ví dụ khác. Chúng ta sẽ thấy là gì? Cái đỉnh với tên gọi Đồng Tháp có bậc là 3. Thì nếu mà sử dụng theo gọi là cái mẹo thì chúng ta thấy là có 3 đầu múc của 3 cạnh nối vào, như vậy bậc của nó là 3. Còn nếu theo định nghĩa hình thức thì chúng ta thấy là có 3 cạnh liên thuộc. Cạnh liên thuộc nhắc lại, nó là cạnh nối với cái đỉnh đó không? Vĩnh Long, chúng ta thấy là có 6 đầu, như vậy bậc là 6. Hoặc là có 6 cạnh liên thuộc. Và đương nhiên là không có cạnh nào là khuyên. Đỉnh Trà Vinh, chúng ta cũng thấy là gì? Có 5 đầu nối vào, như vậy bậc của nó là 5. Còn về mặt hình thức thì có 4 cạnh liên thuộc, trong đó có một cạnh khuyên, cho nên bậc của nó là 5. Tương tự như vậy, Cần Thơ, bậc của nó là 5. Chúng ta sẽ có cái định lý đầu tiên, đó là cái định lý bắt tay liên quan đến bậc của đỉnh trong đồ thị. Định lý này phát biểu như sau: cho đồ thị G tập đỉnh V tập cạnh E là một đồ thị vô hướng có số cạnh là E, khi đó 2 nhân cho E sẽ bằng tổng bậc của tất cả các đỉnh trong đồ thị. Như vậy tóm lại cái định lý này chúng ta phát biểu lại thành câu là gì? Tổng bậc của tất cả các đỉnh trong đồ thị bằng 2 lần số cạnh. Thì với cái định lý bắt tay này chúng ta thấy là gì? Có thể có một số cái câu hỏi liên quan tới cái định lý bắt tay này, tức là chúng ta sẽ dùng cái định lý bắt tay này để chúng ta giải. Tất nhiên là người ta sẽ không nói rõ ra là phải dùng định lý nào, mà chúng ta phải tự suy luận lấy. Ví dụ cái câu hỏi là có bao nhiêu cạnh trong đồ thị có 10 đỉnh, mỗi đỉnh có bậc bằng 7. Như vậy thì dựa vào cái định lý bắt tay này chúng ta cũng có thể thấy là gì? 10 đỉnh, mỗi đỉnh bậc bằng 7. Như vậy tổng bậc sẽ là 10 nhân cho 7 là bằng 70. Tức là tổng bậc thì là bằng 70. Và theo cái định lý bắt tay thì cái số lượng 70 này
bằng 2 lần số cạnh. Từ đó chúng ta có thể suy ra được số cạnh là bằng 35. Đại loại là chúng ta sẽ có những cái câu hỏi dạng như vậy. Thì đây có cái chứng minh định lý bắt tay. Tôi sẽ nói qua rồi các anh chị về chúng ta xem lại. Thì để chứng minh một cách chặt chẽ bằng toán học thì đầu tiên là người ta định nghĩa ra một cái hàm F. Cái hàm này nó sẽ nhận vào cái tham số là một cạnh với lại một đỉnh, và cái kết quả của cái hàm sẽ là các cái giá trị 0, 1 hoặc là 2. Trong đó FEV sẽ bằng 1 nếu E có hai đỉnh phân biệt và V là một trong hai đỉnh này. Thì ở đây nói là có thì không có hợp lý lắm, tức là nó liên thuộc với hai đỉnh phân biệt. Cạnh E liên thuộc với hai đỉnh phân biệt, hay nói một cách khác là cạnh E nó không phải là khuyên á. Cạnh E nó không phải là khuyên và nó liên thuộc với hai đỉnh. Và nếu V là một trong hai đỉnh đó thì cái hàm F của chúng ta nó sẽ cho ra cái giá trị là 1. Trường hợp thứ hai, FEV sẽ bằng là 2 nếu E là một khuyên. Thì khuyên thì nó chỉ liên thuộc với một đỉnh thôi. Và nếu V là cái đỉnh này, đỉnh liên thuộc với cạnh E này, thì cái FEV nó sẽ bằng 2. Và cuối cùng, FEV nó sẽ bằng 0 nếu V không phải là đỉnh thuộc cạnh E, hay nói cách khác, E không phải là cạnh liên thuộc của V. Thì như vậy chúng ta cũng có thể hình dung một cách nôm na đây là cái hàm F này nó cho chúng ta biết cái mối quan hệ giữa một cạnh với lại một đỉnh. Thì cái giá trị của F cho biết là cái cạnh này nó có nối với nối bao nhiêu điểm, bao nhiêu đầu với cái đỉnh này. Thì nếu mà là liên thuộc mà không phải khuyên thì là một, tức là một cạnh liên thuộc với một đỉnh mà cạnh này không phải là cạnh khuyên, thì đương nhiên cái giá trị cái số đầu mà nó nối là một. Còn nếu nó là khuyên và nó nối với cái đỉnh này thì rõ ràng số đầu nối sẽ là 2. Còn trường hợp cuối cùng là hai này nó không có dính dáng gì với nhau hết thì cái F nó là 0. Thì với cái định nghĩa F như vậy, người ta có một cái nhận xét là gì? Với một cái cạnh E thuộc cái tập hợp các cạnh của đồ thị, một cái cạnh bất kỳ, thì ta đều có cái tổng sigma này bằng 2. Cái sigma này là gì? Cái sigma này tức là chúng ta chọn cố định một cái cạnh E bất kỳ và cái giá trị V này nó sẽ chạy, nó chính là tất cả các đỉnh trong cái đồ thị. Thì đại loại chúng ta, ví dụ chúng ta gọi cái cạnh E này là ví dụ E1 chẳng hạn, thì cái sigma này sẽ là gì? Là FE1 V1 rồi FE1 V2, FE1 V3, FE1 V4 vân vân, tới FE1 VN. Nếu mà trong cái đồ thị chúng ta có N đỉnh thì cái tổng đó cho dù là cạnh E1 hay là E2 hay là E3 đi chẳng nữa thì nó đều bằng 2 hết. Đó, người ta sẽ dựa vào cái nhận xét này. Thì thực ra để chúng ta chứng minh được cái này thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta dựa vào cái giá trị của cái hàm F chúng ta định nghĩa ở đây. Thì như vậy trong tập hợp tất cả các đỉnh thì chúng ta thấy là chúng ta chia ra hai trường hợp. Nếu mà E của chúng ta là cạnh khuyên và trường hợp còn lại E không phải là cạnh khuyên. Thì trường hợp thứ nhất, nếu E là cạnh khuyên, nếu E là khuyên thì rõ ràng là sẽ tồn tại duy nhất một cái đỉnh, chúng ta tạm gọi nó là V0. Trong đó cái V0 này nó liên thuộc với cái cạnh E. Và theo cái định nghĩa của hàm F thì rõ ràng chúng ta thấy là lúc đó FEV0 nó sẽ bằng 2. Trường hợp thứ nhất, FEV0 sẽ bằng 2. Và như vậy với tất cả những cái đỉnh V
mà khác với V0 thì rõ ràng là FEV nó sẽ bằng bằng 0. Tại vì cái cạnh này là cạnh khuyên mà nó đã kề với một đỉnh V0 rồi thì tất cả những đỉnh còn lại nó sẽ không liên thuộc. Và theo định nghĩa của thằng F thì cái FEV nó sẽ bằng bằng 0. Như vậy rõ ràng khi chúng ta cộng lại thì đại khái là 2 cộng 0 cộng 0 cộng 0 0 thì cuối cùng nó sẽ ra 2. Đó là cái trường hợp thứ nhất nếu E là cạnh khuyên. Trường hợp thứ hai nếu E không phải là khuyên, thì nếu E không phải là khuyên thì rõ ràng sẽ phải tồn tại hai cái đỉnh, ví dụ chúng ta gọi nó là V0, V1, sao cho hai cái đỉnh V0, V1 này là kề với cạnh E. Thì rõ ràng là trong cái môn học này của chúng ta thì một cạnh bắt buộc nó phải liên thuộc với một hoặc là hai đỉnh, bắt buộc cạnh nào cũng vậy hết. Thì cho nên nếu mà nó không phải là khuyên thì bắt buộc phải có hai cái đỉnh, tức là tạm gọi là V0, V1 liên thuộc với cái cạnh E này. Thì theo định nghĩa của cái hàm F thì rõ ràng là FE V0 sẽ bằng 1 và FE V1 cũng sẽ bằng 1 luôn. Rồi tất cả những cái đỉnh còn lại mà khác V0 với V1 thì cái FEV nó sẽ bằng 0. Tại vì cái cạnh E nó chỉ kề đúng hai đỉnh thôi, còn các cái đỉnh còn lại là nó không kề, mà không kề thì theo cái định nghĩa của cái hàm F thì nó bằng 0. Như vậy tổng này nó sẽ là 1 cộng 1 cộng 0 0 0 0 0. Như vậy là tóm lại nó sẽ bằng 2. Thì đó là cái cách để chúng ta chứng minh được tại sao cái tổng này là bằng 2. Rồi từ cái tổng này bằng 2 thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ thêm một cái sigma bên ngoài, tức là đại khái là thêm một cái sigma ở hai vế. Bây giờ chúng ta nãy số 2 nó nằm ở bên phải, giờ chúng ta chuyển nó sang bên trái thôi. Sigma hai vế thì đây chính là cái thêm vào này. Cũng giống như là một cái bát đơn thức mà chúng ta cộng cho cùng một cái giá trị thì nó vẫn bằng nhau, đại loại như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy là với cái sigma bên phía tay trái thì ở phía trong nó là hằng số, cho nên cái sigma này nó tương ứng với lại là 2 nhân cho số lượng phần tử của E. Và đây chính là 2 lần số cạnh. Còn cái sigma bên phía tay phải thì do phép cộng nó có tính chất hoán vị, giao hoán, cho nên thay vì cái sigma E nó nằm bên ngoài, bây giờ chúng ta sẽ đẩy nó vào bên trong, là chúng ta đổi chỗ hai cái sigma này. Tại vì phép cộng nó có tính hoán vị thôi, nếu phép trừ thì không phải nha. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta nhận xét, chúng ta thấy là bậc của cái đỉnh V, bậc của đỉnh V. Thì lúc này cái sigma này thì chúng ta thấy, chúng ta hiểu là gì? Là chúng ta với một cái đỉnh V thì chúng ta đi tính cái sigma này. Thì với một cái đỉnh V thì chúng ta thấy cái sigma này nó chính là bậc của cái đỉnh, bậc của đỉnh. Thì cái chuyện này là do cái định nghĩa của cái hàm F thôi. Với một đỉnh bất kỳ, với một đỉnh bất kỳ thì sigma EV này nó chính là cái số cạnh mà nối với cái đỉnh đó. Thì do cái định nghĩa của cái hàm F thôi thì cái sigma này là số cạnh nối với cái đỉnh V. Trong đó nếu cái cạnh này là cạnh khuyên thì tính hai lần. Thì rõ ràng đây chính là cái định nghĩa của cái bậc của một đỉnh. Thì thay vì chúng ta viết cái sigma này thì chúng ta viết lại nó chính là bậc của đỉnh V. Thì khi thay vào chúng ta thấy đúng, đây chính là cái định lý bắt tay. Đây chính là cái định lý bắt tay. Hai lần số cạnh bằng tổng bậc của tất cả các đỉnh trong đồ thị. Thì đó là cái chứng minh cho cái định lý bắt tay. Thì rõ ràng khi chúng ta cần chứng minh về mặt hình thức thì chúng ta phải chọn cái cách làm nó chặt chẽ như vậy. Còn nếu mà chúng ta tìm một cách nghĩ khác sao cho nó dễ hiểu thì rõ ràng chúng ta thấy là gì? Cứ một cạnh thì chắc chắn nó là cạnh khuyên hay không khuyên thì nó sẽ đóng góp vào hai giá trị bậc.
cho đỉnh nào thì nó không còn quan tâm, cho đỉnh nào nó không còn quan tâm, mà cứ một cạnh thì chắc chắn nó sẽ đóng góp vào hai giá trị bậc. Thì rõ ràng là e cạnh thì nó sẽ đóng góp tổng cộng là hai e bậc. Mà hai e bậc đó thì nó phân phối cho cái đỉnh thế nào không biết, thì rõ ràng là chúng ta thấy là tổng bậc của tất cả đỉnh nó đúng bằng hai lần số cạnh. Thì đó là một cái cách để chúng ta hình dung ra cái định lý bắt tay này. Tất nhiên là khi mà chúng ta chứng minh thì chúng ta phải chứng minh bằng toán chặt chẽ như thế này. Từ cái định lý bắt tay, chúng ta sẽ có cái định lý về số đỉnh bậc lẻ trong một đồ thị. Định lý này phát biểu như sau: một đồ thị vô hướng có số lượng đỉnh bậc lẻ là một số chẵn. Như vậy một cái đồ thị vô hướng bất kỳ thì chúng ta có chế ra cái đồ thị kiểu gì đi chăng nữa thì cái số đỉnh bậc lẻ nó phải là một số chẵn. Tức là ví dụ như chúng ta phải có là gì, là không đỉnh bậc lẻ này, hoặc là hai đỉnh bậc lẻ, hoặc là bốn đỉnh bậc lẻ, hoặc là sáu đỉnh bậc lẻ, v.v. chứ không bao giờ có cái trường hợp là gì, có một đỉnh bậc lẻ, có ba đỉnh bậc lẻ, có năm đỉnh bậc lẻ, tức là không tồn tại những cái đồ thị như vậy. Thì tại sao chúng ta có được cái định lý này? Chúng ta chứng minh dựa vào cái định lý bắt tay. Chúng ta có cái đồ thị của chúng ta có cái tập đỉnh là tập V, V lớn. Thì chúng ta sẽ phân hoạch cái tập V lớn này ra thành hai cái tập V1 và V2. Trong đó V1 là cái tập hợp mà chứa các cái đỉnh bậc chẵn, và V2 là cái tập hợp chứa các cái đỉnh bậc lẻ. Thì theo cái định lý bắt tay, rõ ràng chúng ta có là gì? Hai lần số cạnh bằng tổng bậc của tất cả các đỉnh. Thì đây là cái đỉnh bắt tay. Thì tổng bậc của tất cả các đỉnh thì giờ chúng ta chia ra thành hai nhóm. Nhóm này là nhóm của các cái đỉnh bậc chẵn, nhóm là nhóm của các đỉnh bậc lẻ. Thì đây là một cái sigma, tức là cái tổng thôi. Thì bây giờ thay vì tổng chúng ta gom hết thì giờ chúng ta chia thành hai cái nhóm khác nhau, rất là bình thường. Thì đối với cái nhóm mà các đỉnh bậc chẵn thì rõ ràng mỗi cái giá trị này nó là cái số chẵn, cho nên cộng các con số chẵn lại với nhau thì nó sẽ là số chẵn. Và cái bên này 2e thì 2e thì chắc chắn nó là số chẵn rồi, khỏi phải bàn cãi. Như vậy số chẵn cộng với một con số mà nó ra số chẵn thì chỉ có thể là gì, nó cũng phải là số chẵn luôn. Không thể nào có cái trường hợp mà chẵn cộng lẻ mà ra chẵn được, cho nên phải là chẵn cộng với chẵn thì ra số chẵn. Mà chúng ta cũng biết là gì, bên cái tập hợp V2 này là tập hợp của các đỉnh có bậc là lẻ, tức là mỗi cái giá trị bậc của V này nó đều là con số lẻ. Mà chúng ta biết là gì, các con số lẻ mà cộng cho nhau ra số chẵn chỉ khi số lượng số là một con số chẵn. Ví dụ 1 cộng 3 ra số chẵn, 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 ra số chẵn, nhưng mà 1 cộng 3 cộng 5 thì chắc chắn ra số lẻ. Thì từ đó chúng ta có thể suy ra được là gì, là số lượng cái đỉnh bậc lẻ phải là con số chẵn. Đó chính là cái chứng minh cho cái định lý về số đỉnh bậc lẻ. Và như vậy cái định lý này nó cũng khá quan trọng để sau này chúng ta khi chúng ta xét cái trường hợp để chúng ta chứng minh một số cái định lý á, thì chúng ta biết là chỉ có hai trường hợp, cái số đỉnh bậc lẻ trong một cái đồ thị nó phải là số chẵn, tức là nó chỉ có trường hợp là 0, là 2, là 4, là 6 thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta chế ra những cái trường hợp ví dụ như là số đỉnh bậc lẻ là 1, số đỉnh bậc lẻ là 3, thì sau này có một số cái định lý chúng ta sẽ không thể nào chứng minh được.
Nãy giờ thì chúng ta nói đến các cái mối quan hệ cũng như các cái khái niệm trên cái đồ thị vô hướng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái đồ thị có hướng. Đầu tiên là các cái khái niệm liên quan giữa cạnh và đỉnh trong cái đồ thị có hướng. Khi UV là cạnh của đồ thị có hướng G, thì U được gọi là nối tới V, và V được gọi là nối từ U. Đỉnh U được gọi là đỉnh đầu, và đỉnh V được gọi là đỉnh cuối của cạnh UV. Cạnh E, tức là cạnh UV, được gọi là đi từ đỉnh U đến đỉnh V, hoặc đi ra đỉnh U vào đỉnh V. Thì khác với trong cái đồ thị vô hướng á, thì nó không phân biệt đỉnh đầu, đỉnh cuối, tại vì đỉnh nào nó cũng như nhau, vai trò nó là như nhau. Tuy nhiên trong cái đồ thị có hướng thì chúng ta cũng biết rồi, cái vai trò của hai đỉnh nó sẽ khác nhau, cho nên nó sẽ phân biệt rõ đỉnh nào là đỉnh đầu, đỉnh nào là đỉnh cuối. Cạnh UV, tất nhiên chúng ta đang nói đến cạnh có hướng, thì U là đầu, V là cuối. Thì trong cái khái niệm này thì các anh chị lưu ý là gì? Sử dụng cái dấu mà tròn hay là dấu ngoặc đơn để chúng ta ký hiệu cho cái cạnh có hướng. Về cái khái niệm bậc thì trong cái đồ thị có hướng nó cũng sẽ khác một chút. Bên đồ thị vô hướng thì nó chỉ có một cái khái niệm bậc duy nhất thôi, còn bên đồ thị có hướng thì nó chia ra làm hai cái khái niệm là bậc vào và bậc ra. Thì trong đồ thị có hướng, bậc vào của đỉnh V ký hiệu là D trừ V, là số các cạnh có đỉnh cuối là V. Bậc ra của đỉnh V ký hiệu là D cộng, là số các cạnh có đỉnh đầu là V. Như vậy, một khuyên sẽ góp thêm một đơn vị vào bậc vào và một đơn vị vào bậc ra của cái đỉnh mà chứa khuyên. Như vậy thay vì trong vô hướng thì nó nhập lại thành một, thì bây giờ nó sẽ tách ra làm hai. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái khó khăn khi mà chúng ta phân biệt giữa hai cái khái niệm bậc vào bậc ra cũng như là cái ký hiệu của nó. Chúng ta sẽ xem qua cái ví dụ. Thì cái bậc vào là cái số cạnh mà có đỉnh cuối là cái đỉnh mà chúng ta đang tính bậc. Như vậy ví dụ như đồng tháp ở đây thì chúng ta thấy là gì? Nó là đỉnh cuối của hai cạnh Vĩnh Long Đồng Tháp. Như vậy cái bậc vào của nó sẽ là 2. Và cái đỉnh Đồng Tháp này nó là đỉnh đầu của một cạnh Đồng Tháp Cần Thơ, cho nên cái bậc ra của nó là 1. Tương tự như vậy với cái đỉnh Vĩnh Long thì nó là đỉnh cuối của hai cạnh Tiền Giang Vĩnh Long với lại Trà Vinh Vĩnh Long, cho nên bậc vào của nó là 2. Nó là đỉnh đầu của bốn cạnh Vĩnh Long Tiền Giang, Vĩnh Long Đồng Tháp, Vĩnh Long Đồng Tháp và Vĩnh Long Cần Thơ. Như vậy cái bậc ra của nó là 4. Thì tới cái thời điểm này, chúng ta có thể tự chế ra một cái phương pháp khác để giúp chúng ta dễ dàng nhận biết được cái bậc vào bậc ra trên cái đồ thị dưới dạng hình vẽ. Đó là cái hướng của mỗi tên, nó sẽ cho chúng ta biết là đây là cái hướng vào hay hướng ra. Như vậy trên một cái đỉnh bất kỳ thì chúng ta thấy có bao nhiêu mũi tên đi vào, thì cái bậc vào của nó là bấy nhiêu. Như vậy chúng ta có thể thấy là với Tiền Giang có một mũi tên vào, như vậy bậc vào là 1. Đối với Trà Vinh có hai mũi tên vào, như vậy là bậc vào là 2. Tương tự như vậy, nếu không có mũi tên, tức là nó đi ra, thì có bao nhiêu cái cạnh mà không có mũi tên thì tương ứng với bậc ra của nó là bấy nhiêu. Ví dụ Cần Thơ, chúng ta sẽ thấy là gì? Có một cái hướng đi ra, một cái cạnh đi ra, như vậy bậc ra của nó sẽ là 1. Còn lại cái vấn đề cuối cùng thì cái này các anh chị tự suy luận để chúng ta phân biệt cái ký hiệu giữa bậc vào và bậc ra. Vào thì
trừ ra thì cộng. Đại loại trừ cộng thì nó cũng như là, âm dương. Đại loại như vậy thì các anh chị cố gắng tìm một cái phương pháp để giúp chúng ta phân biệt giữa cái ký hiệu bật vào và bật ra. Và đương nhiên một lần nữa thì nếu mà các anh chị nhớ được cái khái niệm hình thức, cái định nghĩa hình thức của nó thì quá tốt. Còn cái chuyện mà chúng ta tìm được cái phương pháp chỉ là giúp chúng ta nhớ một cách dễ dàng hơn thôi. Thì tương tự như lại với cái đồ thị vô hướng, thì cái đồ thị có hướng nó cũng có cái định lý về số bậc của đồ thị. Trong đó nếu mà G là một cái đồ thị có hướng thì lúc này cái tổng bậc vào của tất cả các đỉnh nó sẽ bằng tổng bậc ra của tất cả các đỉnh, và nó bằng đúng cái số cạnh. Thì cái chỗ này chúng ta hiểu nôm na là gì? Một cạnh như vậy nó sẽ đóng góp một bậc vào một bậc ra. Như vậy có bao nhiêu cạnh thì rõ ràng là tổng cộng nó sẽ có bấy nhiêu bậc vào và bấy nhiêu bậc ra. Về bậc này thì chúng ta còn có hai khái niệm về đỉnh treo và đỉnh cô lập. Đỉnh treo là đỉnh có bậc bằng 1, đỉnh cô lập là đỉnh có bậc bằng 0. Thì rõ ràng cái chữ treo ở đây nó cũng có thể giúp chúng ta hình dung ra được cái bậc, cái số bậc của cái đỉnh nó như thế nào. Đại loại như vậy. Còn cô lập tức là nó sẽ không có cái mối quan hệ với các cái đỉnh khác. Như vậy là nghĩa là nó không có cạnh nào nó đến nó. Nghĩa là cái bậc của nó bằng 0. Nó đứng một mình. Thì trong cái ví dụ này chúng ta có thể thấy là gì? Đỉnh Phú Quốc không có cạnh nào nó đến nó. Như vậy nó chính là cái đỉnh cô lập. Còn Trà Vinh chỉ có một cạnh duy nhất nó đến nó, tức là cái bậc của nó bằng 1. Thì đó chính là cái đỉnh treo. Chúng ta tiếp tục sang cái một số đơn đồ thị đặc biệt. Thì cái phần này nó sẽ giới thiệu chúng ta các cái đơn đồ thị đặc biệt. Nó sẽ có một số cái tính chất rất là đặc biệt. Thì các anh chị nhớ đây là chúng ta chỉ quan tâm đến cái đơn đồ thị thôi. Đơn đồ thị tức là sẽ không có cạnh khuyên, không có cạnh song song. Và đã nói đến đơn đồ thị thì tất nhiên nó sẽ là đồ thị vô hướng. Cái đơn đồ thị đặc biệt đầu tiên đó là cái đồ thị đầy đủ. Thì với cái đồ thị đầy đủ n đỉnh thì nó sẽ có ký hiệu là kn. Thì đơn đồ thị đầy đủ là một đơn đồ thị chứa đúng một cặp, một cạnh nối mỗi cặp đỉnh phân biệt. Nhắc lại, đồ thị đầy đủ là một đơn đồ thị chứa đúng một cặp, chứa đúng một cạnh nối mỗi cặp đỉnh phân biệt. Nói một cách khác, chúng ta diễn giải ra cái ý này nghĩa là gì? Giữa hai đỉnh bất kỳ trong cái đồ thị đầy đủ thì có đúng một cạnh nối. Nhắc lại là giữa hai đỉnh bất kỳ trong cái đồ thị đầy đủ thì sẽ có đúng một cạnh nối. Thì đương nhiên nó là đơn đồ thị thì nó sẽ chỉ có thể là có một cạnh hoặc không có cạnh nào thôi, chứ nó không thể có hai cạnh. Nếu mà có hai cạnh nối giữa hai đỉnh thì nó sẽ là đa đồ thị rồi, chứ nó không phải là đơn đồ thị nữa. Thì chúng ta nhìn cái hình bên dưới là một số cái ví dụ về đồ thị đầy đủ. K1, một đỉnh duy nhất, thì ở đây nó là ký hiệu thôi, tại vì nó không có cạnh nào hết.
đó là quy ước. K2 tức là có hai đỉnh và giữa hai đỉnh này có một cạnh nối duy nhất. K3 có ba đỉnh, ba đỉnh thì chúng ta sẽ có tổng cộng là ba cặp đỉnh. Thì mỗi cặp đỉnh như vậy nó đều có cạnh nối, tức là nó sẽ có ba cạnh. Với K4, đồ thị đầy đủ gồm có bốn đỉnh. Thì với bốn đỉnh thì nó sẽ có tổng cộng là sáu cặp đỉnh. Tức là lúc này chúng ta phân cặp, chúng ta không quan tâm đến thứ tự, cho nên nó sẽ có sáu cặp. Và sáu cặp như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ có đúng sáu cạnh. Tương tự như vậy với cái K5, tức là năm đỉnh. Năm đỉnh thì nó có tổng cộng là 10 cặp đỉnh. Thì tương ứng với lại 10 cạnh. Thì cái đồ thị đầy đủ là cái đồ thị, là cái đơn đồ thị có nhiều cạnh nhất. Tức là nhiều cạnh nhất trong cái giới hạn về một cái số đỉnh. Ví dụ trong tất cả các đơn đồ thị có N đỉnh thì KN là cái đồ thị có nhiều cạnh nhất. Tại vì rõ ràng là chúng ta thấy là trong đơn đồ thị thì giữa hai đỉnh bất kỳ nó chỉ có thể là có hay không có cạnh nối. Chỉ có thể như vậy thôi. Và trong đồ thị đầy đủ thì chắc chắn có. Cho nên rõ ràng là cái đồ thị đầy đủ là cái đơn đồ thị có cái số cạnh nhiều nhất trong những đồ thị có cùng N đỉnh. Nhớ là phải cùng N đỉnh nha. Chứ còn nếu mà nó khác số lượng đỉnh thì đương nhiên nó không thể nào đúng được rồi. Thì với cái đồ thị đầy đủ này, chúng ta thấy là gì? Ngoài cái chuyện là chúng ta nói giữa hai đỉnh bất kỳ có đúng một cạnh nối, thì chúng ta còn có thể nhận xét thêm là gì? Từ một đỉnh bất kỳ trong cái đồ thị đầy đủ, nó sẽ có cạnh nối đến tất cả những cái đỉnh còn lại trong đồ thị. Chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy là gì? Với cái K5, thì từ cái đỉnh này, chúng ta sẽ có 4 cạnh nối đến 4 đỉnh còn lại. Tương tự như vậy, với cái đỉnh này cũng vậy. Sẽ có cạnh nối đến 4 đỉnh còn lại. Cạnh này cũng vậy, cạnh này cũng vậy, cạnh này cũng vậy. Như vậy, đó chính là một số cái tính chất đặc biệt của cái đồ thị đầy đủ. Cái đơn đồ thị đặc biệt thứ hai đó là cái đồ thị chính quy. Đồ thị chính quy là cái đơn đồ thị mà bậc của mọi đỉnh đều bằng nhau. Tức là nếu mà đồ thị đó bậc 1 thì bậc 1 hết, bậc 2 thì bậc 2 hết, bậc 3 thì bậc 3 hết. Đồ thị như vậy gọi là đồ thị chính quy. Nếu bậc của các đỉnh là N thì đồ thị này được gọi là N chính quy. Chúng ta xem một số cái ví dụ. Cái ví dụ đầu tiên là cái ví dụ hai chính quy. Thì lúc này cái con số nó không phải là số đỉnh nữa. KN tức là đồ thị đầy đủ thì N này nó chính là số đỉnh. Nhưng mà với đồ thị chính quy thì con số này nó không phải là số đỉnh mà nó là bậc của mỗi đỉnh. Tất cả các đỉnh đều có bậc như nhau và con số này cho biết bậc là bao nhiêu. Ví dụ hai chính quy tức là những cái đồ thị mà mỗi đỉnh của nó đều có bậc 2. Chúng ta có thể thấy ở đây là hai cái đồ thị hai chính quy khác nhau. Đối với đồ thị đầy đủ á, thì với số lượng đỉnh cố định thì nó chỉ có một cái đồ thị nhất thôi. Ví dụ với 5 đỉnh thì chỉ có đúng một đồ thị. Với 3 đỉnh thì chỉ có đúng một đồ thị. Nhưng mà với cái đây 2 chính quy thì nó có nhiều cái đồ thị khác nhau. Không chỉ là 2 mà là 3 là 4 là vô hạn luôn. Nó có vô hạn cái đồ thị 2 chính quy. Tương tự như vậy 3 chính quy. Ba chính quy, chúng ta thấy đây, mỗi cái đỉnh của nó đều có bậc là 3. Mỗi cái đỉnh của nó đều có bậc là 3.
Và cái ví dụ thứ ba chính là bốn chính quy. Trong này chúng ta chỉ có một cái ví dụ, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể vẽ ra thêm những cái ví dụ khác về cái bốn chính quy. Tức là ba chính quy nó cũng có nhiều hơn một, nhiều hơn hai, tức là cái số lượng nó là vô hạn. Từ đây chúng ta có thể để ý là gì? Với cái đồ thị ba chính quy thì cái ví dụ đầu tiên chúng ta thấy là nó chính là cái đồ thị K4. Với cái đồ thị bốn chính quy, đây chính là cái K5. Như vậy là có cái mối quan hệ gì giữa cái đồ thị đầy đủ N đỉnh và cái đồ thị M chính quy hay không? Tức là nếu KN thì có suy ra được nó là đồ thị chính quy hay không? Rồi nếu nó là đồ thị chính quy thì có suy ra được nó là một cái đồ thị đầy đủ nào hay không? Các anh chị suy nghĩ thử xem. Trên đây chỉ là một cái ví dụ. Tất nhiên cái ví dụ thì nó không thể nào để giúp chúng ta đưa ra được cái khái quát được, cái định nghĩa khái quát. Tại vì có thể trường hợp này nó đúng nhưng mà lên 5 chính quy thì nó sai thì sao? Còn ví dụ như 2 chính quy. 2 chính quy thì rõ ràng chúng ta thấy là nó không có ví dụ nào về cái đồ thị đầy đủ hết. Thì liệu hai cái loại đồ thị đặc biệt này nó có cái mối quan hệ gì hay không? Có cái mối quan hệ suy ra gì hay không? Hay là tương đương hay không? Tương đương thì chắc chắn là không thể rồi. Tại vì nếu mà tương đương thì thường là chúng ta sẽ không thể nào có tới hai cái loại đơn đồ thị đặc biệt như vậy. Cái quan hệ suy ra thì liệu có hay không? Các anh chị thử suy nghĩ xem. Liệu KN có suy ra được là M chính quy nào đó hay không? Và M chính quy thì có suy ra được KN nào đó hay không? Chúng ta thử suy nghĩ một chút xem sao. Cho cái câu hỏi này là KN thì nó chính là N trừ 1 chính quy. Thì như hồi nãy khi mà chúng ta đề cập đến cái đồ thị đầy đủ thì chúng ta nói là gì? Mỗi đỉnh như vậy nó sẽ có cạnh nối đến N trừ 1 đỉnh còn lại. Nghĩa là bậc của tất cả các đỉnh trong KN đều là N trừ 1. Mà bậc của tất cả các đỉnh đều là N trừ 1 thì rõ ràng nó chính là N trừ 1 chính quy. Còn cái chiều ngược lại thì rõ ràng trong ví dụ này chúng ta cũng có thể thấy được là không thể nào có cái chiều ngược lại. Ví dụ như hai chính quy như thế này thì đâu có suy ra được nó là cái đồ thị đầy đủ nào. Ví dụ ba chính quy này cũng vậy. Cho nên cái chiều ngược lại là không có. Nhưng mà cái chiều từ đồ thị đầy đủ sang cái đồ thị chính quy thì bất kỳ một cái đồ thị chính quy nào, đồ thị đầy đủ nào nó cũng tương đương với một cái đồ thị chính quy. Cái đơn đồ thị đặc biệt thứ ba
đó chính là đồ thị vọng. Thì đối với cái đồ thị vọng thì nó có một cái yêu cầu, đó là gì? Cái số đỉnh của đồ thị phải lớn hơn bằng 3. Và nếu mà không lớn bằng 3 thì không thể nào có cái vọng được. Đồ thị vọng là một đồ thị có n đỉnh. Chúng ta gọi nó là V1, V2, V3, vân vân cho tới Vn. Và các cạnh V1, V2, V2, V3, V3, V4, V4, V5, vân vân. Vn-2, Vn-1, Vn-1, Vn và Vn, V1. Thì thực ra là về mặt định nghĩa hình thức thì chúng ta thấy là đây coi như là cái cách biểu diễn tốt nhất rồi. Không thể có một cái cách nào để mô tả cái chuyện này. Còn nếu mà chúng ta nói nôm na cái đồ thị vọng, tức là đỉnh này sẽ nối đuôi cái đỉnh kia bằng, đương nhiên là theo cái cạnh rồi, đỉnh này nối đuôi đỉnh kia, là đỉnh này sau đó tới cạnh và tới một cái đỉnh kia, sau đó tới cạnh rồi tới một cái đỉnh khác, vân vân, cho tới cái đỉnh cuối cùng thì nó sẽ có một cái cạnh nối quay trở về cái đỉnh đầu. Thì nhìn vào cái ví dụ thì chúng ta thấy đây là các cái đồ thị vọng. Thì lúc này cái n bên trong cái đồ thị vọng nó ký hiệu cho cái số đỉnh. Như vậy trong ba cái đồ thị đặc biệt thì chỉ có mỗi cái đồ thị chính quy là cái con số nó không phải là cái số đỉnh. Còn đồ thị đầy đủ, đồ thị vọng thì cái con số đi kèm với ký hiệu nó chính là cái số đỉnh. Như vậy đồ thị thứ nhất C3 đồ thị vòng 3 đỉnh, C4 đồ thị vòng 4 đỉnh, C5 đồ thị vòng 5 đỉnh và C6 đồ thị vòng 6 đỉnh. Thì tương tự như cái câu hỏi hồi nãy thì chúng ta thấy là gì? Đồ thị vòng với cái đồ thị chính quy nó cũng có một cái mối quan hệ. Thì nhìn vào chúng ta cũng có thể thấy ngay mọi đồ thị vòng CN, tức là CN, thì nó chính là cái đồ thị hai chính quy. CN thì là hai chính quy. Và thực ra thì chúng ta thấy là gì? Đồ thị, tất cả những cái đồ thị mà có cái bậc của tất cả các đỉnh đều là 2 thì nó đều là cái đồ thị vòng hết. Thì các anh chị coi thử cái chiều từ cái CN sang 2 chính quy thì đương nhiên rồi, còn cái chiều ngược lại liệu có đúng hay không? Thì tại thời điểm này chúng ta chưa có tìm ra một cái phản ví dụ nào, cho nên tôi thấy là cái 2 chính quy nó cũng chính là cái CN. Các anh chị thử suy nghĩ xem thử liệu chúng ta có một cái ví dụ nào để mà phản chứng cho cái chiều ngược lại, tức là 2 chính quy nhưng không phải là CN hay không. Còn nếu không có thì chúng ta tạm chấp nhận thôi, tạm thời là ghi nhận cái ý kiến là 2 chính quy thì cũng chính là CN luôn. Và nhắc lại là chúng ta hiểu nôm na cái đồ thị vòng là gì? Là đỉnh, rồi tới cạnh, rồi kế tiếp là một đỉnh khác, rồi một cái cạnh khác, rồi một cái đỉnh khác, vân vân. Cứ nối tiếp như vậy đến khi tới cái đỉnh cuối cùng thì nó sẽ có một cái cạnh nối cái đỉnh cuối đó với lại cái đỉnh đầu tiên. Cái đơn đồ thị đặc biệt thứ tư, đó là cái đồ thị phân đôi, hay còn gọi là đồ thị lưỡng phân. Lưỡng tức là hai á, để đôi cũng là hai thôi. Một đơn đồ thị G được gọi là đồ thị phân đôi nếu tập các đỉnh V của đồ thị có thể phân thành hai tập con không rỗng rời nhau V1 và V2, sao cho mỗi cạnh của đồ thị nối một đỉnh của V1 với một đỉnh của V2. Chúng ta xem cái ví dụ trước.
Trên hình, trên cái màn hình của các anh chị, đây là một cái ví dụ cho cái đồ thị phân đôi hay còn gọi là đồ thị lưỡng phân. Thì chúng ta thấy là trong 6 cái cạnh trên cái đồ thị này, thì mỗi cạnh như vậy nó đều có tính chất là gì? Nối giữa một đỉnh thuộc cái tập gọi là V1 với một đỉnh thuộc tập của V2. Thì từ cái khái niệm này chúng ta cũng thể hiểu là gì? Là chúng ta có thể suy ra là nếu mà hai đỉnh nó cùng thuộc về một tập hợp thì chắc chắn không có cạnh nối. Tại vì ở đây nó đã nói rồi, mỗi cạnh của đồ thị là phải nối một đỉnh của V1 với một đỉnh của V2. Thì từ đó rõ ràng chúng ta có thể suy ra là giữa hai đỉnh của V1 sẽ không có cạnh nối, giữa hai đỉnh của V2 sẽ không có cạnh nối. Đó là một cái cách khác để chúng ta nhìn nhận cái đồ thị phân đôi. Và trong này chúng ta hiểu là gì? Cái phân hoạch cái tập đỉnh V yêu cầu là gì? Phân hoạch ra thành hai cái tập hợp sao cho không có tập hợp nào rỗng. Đó là cái điều bắt buộc, phải không có tập hợp nào rỗng. Và rời nhau nghĩa là không tồn tại một cái đỉnh nào chung. Đã thuộc V1 thì không thuộc V2, mà đã thuộc V2 thì không thuộc V1. Thì nếu mà nói về mặt tập hợp thì chúng ta có thể hình dung là V1 mà hợp với lại V2 thì nó sẽ ra V. Và V1 mà giao với lại V2 thì nó sẽ ra tập rỗng, tức là nó không có chung cái phần tử nào hết, nhưng mà khi hợp hai tụi nó lại với nhau thì nó sẽ ra V. Hay chúng ta gọi một cái cách khác, đó là cái V1 với V2 nó phân hoạch tập V. Thì trên cái hình vẽ này chúng ta thấy là gì? Chúng ta dễ dàng nhận diện ra được đó là một cái đồ thị phân đôi, tại vì cái thao tác phân hoạch đã làm rồi. Như vậy chúng ta có thể thấy là gì? Ở đây chúng ta có một cái đỉnh cô lập, bậc của nó bằng 0. Thì rõ ràng nếu đỉnh này hiện tại nó đang thuộc V2, nhưng mà nếu chúng ta đẩy nó sang V1 thì cũng không vấn đề gì hết. Không có vấn đề gì hết, nó vẫn đảm bảo cái tính chất là gì? Là tất cả các cạnh đều là gì? Phải nối giữa một đỉnh V1 với một đỉnh V2, hoặc là giữa hai đỉnh V1 bất kỳ, không có cạnh nối. Giữa hai đỉnh thuộc V2 bất kỳ, không có cạnh nối. Như vậy đó là cái chuyện mà phân hoạch, không phải lúc nào chúng ta chỉ có một cái cách phân hoạch duy nhất như trong cái ví dụ này. Một cái lưu ý khác nữa là gì? Là không phải lúc nào cái đồ thị đưa ra nó cũng đã phân hoạch sẵn như thế này. Cho nên cái việc mà chúng ta xác định nó có phải đồ thị phân đôi hay không là chưa thể tiến hành ngay nếu chúng ta chỉ dựa vào cái đồ thị mà chúng ta có. Thì đây là một cái ví dụ. Trong hai cái đồ thị C6 và K3, thì K3 với lại C3 nó như nhau. Thì trong hai đồ thị này, có đồ thị nào là đồ thị phân đôi hay không? Nếu chúng ta nhìn vào và chúng ta lầm tưởng là gì, đã phân đôi thì phải giống như cái đồ thị như hồi nãy, thì nó phải chia rõ ràng thành hai tập như vậy. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta phán ngay là cả hai đồ thị không phải đồ thị phân đôi thì chúng ta sẽ sai mất. Tại vì ở đây là chúng ta chưa phân hoạch, chúng ta chưa xác định tập V1, V2. Nhưng mà rõ ràng có thể nó có. Có thể với 6 đỉnh này chúng ta có thể chia thành hai tập V1, V2 được, để nó đảm bảo cái tính chất của đồ thị phân đôi. Với 3 đỉnh này có thể chúng ta có một cái cách nào đó để chúng ta phân hoạch để nó tạo thành tập V1, V2 theo đúng cái yêu cầu của đồ thị phân đôi. Thì đây là cái trường hợp chúng ta sẽ gặp, chứ còn ít khi mà chúng ta gặp cái trường hợp là đã phân đôi sẵn rồi, đã phân hoạch sẵn rồi. Thì các anh chị thử đoán xem là trong hai cái đồ thị C6 với lại K3 này có đồ thị nào là đồ thị phân đôi hay không?
Khi mà tôi đặt ra câu hỏi thì tới thời điểm này chúng ta chưa có cái phương pháp nào hết, cho nên chúng ta coi như là chúng ta dùng cái phương pháp thử và sai thôi. Ví dụ như với cái đồ thị bên phía tay trái, tay phải là tức là đồ thị K3, chúng ta thử xem, chúng ta nghĩ nếu nó là đồ thị phân đôi thì chúng ta tìm cách chúng ta phân hoạch nó thành hai cái tập V1 với V2. Còn nếu không phải thì đương nhiên là chúng ta phải chứng minh rồi, chứ chúng ta không thể nào mà đưa ra một cái phân hoạch được. Tương tự như vậy với cái C6. Thì như vậy cái câu trả lời cho câu hỏi này đó là C6 là đồ thị phân đôi, K3 hay là C3 không phải là đồ thị phân đôi. Thì cái không phải thì đương nhiên là chúng ta sẽ có cái chứng minh riêng. Còn đối với cái trường hợp là đồ thị phân đôi, tức là C6 là đồ thị phân đôi, thì chúng ta có thể phân hoạch 6 đỉnh này thành hai tập hợp gồm các cái đỉnh là 1, 3, 5 và 2, 4, 6. Thì nếu mà chúng ta chỉ ra được một cách phân hoạch để làm sao tất cả các cạnh trong đồ thị đều thỏa yêu cầu là nối giữa một đỉnh thuộc V1 với một đỉnh thuộc V2, hay nói một cách khác là gì? Giữa hai đỉnh bất kỳ trong V1 không có cạnh nối, giữa hai đỉnh bất kỳ trong V2 không có cạnh nối, thì đó chính là cái cách phân hoạch để chúng ta chứng minh nó là đồ thị phân đôi. Thì chúng ta kiểm tra lại xem sao. Chúng ta có tổng cộng là 6 cạnh. Như vậy liệu 6 cạnh này có phải đều thỏa là gì? Nối giữa hai đỉnh, trong đó một đỉnh là V1, một đỉnh là V2. 1, 2 thì rõ ràng 1, V1, 2, V2. 2, 3, 2, V2, 3, V1. 3, 4, 3, V1, 4, V2. 4, 5, 4, V2, 5, V1. 5, 6, 5 V1, 6 V2, 6 1, 6 V2, 1 V1. Như vậy rõ ràng đây là một cái cách phân hoạch hợp lý để chúng ta đưa ra kết luận nó chính là đồ thị phân đôi. Một cách khác nữa là gì? Chúng ta kiểm tra nội bộ V1 xem thử là có cạnh nối hay không giữa mọi cặp đỉnh. Thì chúng ta có các cặp là 1, 3, 1, 5, 3, 5. 1, 3, chúng ta thấy là gì? Không có cạnh nối. 1, 5, không có cạnh nối. 3, 5, không có cạnh nối. Tiếp tục với cái tập V2, chúng ta có các cặp là 2, 4, 2, 6 và 4, 6. Thì 2, 4, không có cạnh nối. 2, 6, không có cạnh nối. 4, 6, không có cạnh nối. Như vậy rõ ràng, cái cách phân hoạch này là cái cách phân hoạch giúp chúng ta chỉ ra cái C6 nó chính là cái đồ thị phân đôi. Thì đối với cái K3, chúng ta muốn chứng minh nó là đồ thị không phải phân đôi thì chúng ta cũng có cái cách chứng minh. Thì rõ ràng là cái số lượng đỉnh của cái đồ thị này là 3. Thì đã là 3 đỉnh mà theo yêu cầu là gì? Chia thành hai tập hợp, không có tập hợp nào là rỗng, cho nên chắc chắn phải có một tập hợp gồm một đỉnh và một tập hợp gồm hai đỉnh. Nhưng mà theo cái đồ thị này chúng ta thấy là giữa hai đỉnh bất kỳ đều có cạnh nối. Như vậy cho dù cái tập hợp gồm có hai đỉnh đó là hai đỉnh nào đi chăng nữa thì giữa hai cái đỉnh đó đều có cạnh nối hết. Mà theo cái định nghĩa của đồ thị phân đôi thì nó không cho phép cái chuyện đó. Cho nên cái K3 này không phải là đồ thị phân đôi. Và cuối cùng chúng ta có một cái phương pháp để giúp chúng ta dễ dàng xác định được một cái đồ thị có phải là đồ thị phân đôi hay không. Đó là gì? Chúng ta tìm cách phân hoạch dựa trên cái nhận xét là gì? Giữa hai đỉnh bất kỳ trong cùng một cái tập hợp thì không được các cạnh nối. Như vậy
Nếu có cạnh nối thì bắt buộc nó phải nằm ở hai cái tập hợp khác nhau. Thì thật sự mà nói thì chúng ta gọi cái tập 135 là V2, tập 246 là V1 cũng được thôi, không có vấn đề gì hết. Cho nên từ đó cái cách để giúp chúng ta xác định một cái đồ thị có phải đồ thị phân đôi hay không, đó là cố gắng phân hoạch. Đầu tiên chúng ta chọn một đỉnh bất kỳ, chúng ta bỏ vào cái tập V1. Thì về mặt lý thuyết thì chúng ta gọi là bất kỳ, nhưng mà trên thực tế thì thường là chúng ta chọn cái đỉnh đầu tiên. Lúc nào cũng vậy. Chúng ta chọn đỉnh 1 nằm trong V1. Thì kề với đỉnh 1 có đỉnh 2 và đỉnh 6. Như vậy rõ ràng là kề với 1 có 2 với 6 thì bắt buộc 2 với 6 phải nằm trong V2. Chứ nếu nó nằm trong V1 thì rồi xong rồi, nó không phải là đồ thị phân đôi, cái phân hoạch đó là phân hoạch sai rồi. Cho nên 2 với 6 bắt buộc phải nằm trong V2. Và khi chúng ta thêm một đỉnh vào trong một cái tập hợp thì chúng ta phải kiểm tra xem là gì, cái đỉnh đó nó có cạnh nối nào với lại các cái đỉnh trong cái tập hợp hiện hành hay không. Ví dụ thêm vào có 2 với 6 thì chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy là 2 với 6 không có cạnh nối, như vậy hợp lệ. Rồi tương tự như vậy tiếp tục với cái đỉnh 2 bên V2 thì 2 nó kề với 1, kề với 3, như vậy 1 với 3 bắt buộc phải nằm trong V1. Như vậy 1 có sẵn rồi thì thêm vô cái đỉnh số 3. Thì khi thêm đỉnh số 3 như vậy á thì chúng ta thấy là phải kiểm tra xem nó có bị mâu thuẫn với cái giả thuyết về đồ thị phân đôi hay không. Thì chúng ta thấy là gì, 3 với 1 không có cạnh nối, như vậy tới thời điểm này vẫn ổn. Tiếp tục xét cái đỉnh số 6. Thì đỉnh số 6 nó kề với đỉnh số 1 và đỉnh số 5. Như vậy đỉnh 1 và đỉnh 5 phải nằm trong V1. 1 có sẵn rồi, như vậy thêm cái đỉnh 5 thôi. Khi thêm đỉnh 5 này vào V1 thì chúng ta kiểm tra xem 51 có cạnh nối hay không, 53 có cạnh nối hay không. Thì chúng ta thấy ở đây 51 không có cạnh nối, 53 không có cạnh nối. Như vậy tới thời điểm này vẫn ổn. Rồi xong cái bên V2 này để giúp chúng ta thêm vào đỉnh cho V1 thì bây giờ chúng ta qua V1 để thêm đỉnh cho V2. Thì với cái đỉnh số 3 nằm ở V1, 3 nó kề với 2, 4 thì 2, 4 bắt buộc phải nằm bên V2. Thì vậy 2 bên V2 có rồi, thêm cái đỉnh số 4 nữa. Thì khi thêm đỉnh số 4 vào V2, chúng ta sẽ kiểm tra nó có gây nên mâu thuẫn hay không. 4 với 2 dựa vào đồ thị nó thấy là không có cạnh nối. 4 với 6 cũng tương tự, nó sẽ không có cạnh nối. Như vậy 4 thêm vào V2 tới lúc này là vẫn hợp lệ. Và đến lúc này thì chúng ta thấy là tổng cộng 6 đỉnh của đồ thị đã được phân hoạch vào V1, V2. Và cái phân hoạch này á, nó đảm bảo là gì? Giữa hai đỉnh bất kỳ trong cùng một tập hợp thì không có cạnh nối. Như vậy là đủ để chúng ta kết luận đây là một cái phép phân hoạch để giúp chúng ta chỉ ra được cái đồ thị C6, nó chính là một cái đồ thị phân đôi. Thì đó chính là cái phương pháp dễ dàng nhất, coi như nó là một cái thuật toán để giúp chúng ta xác định xem một cái đồ thị bất kỳ nó có phải là đồ thị phân đôi hay không. Nếu chúng ta làm tương tự với cái đồ thị K3 thì sao? Cũng là hai tập V1, V2, bỏ đỉnh số 1 vào. Thì nhớ ở đây là chúng ta bỏ đỉnh số 1 hay số 2, số 3 vào đầu tiên thì nó cũng đều như nhau. Nếu mà đỉnh số 1 vào V1 thì rõ ràng chúng ta thấy là 1 kề 2 kề 3. Như vậy 2, 3 bắt buộc phải nằm bên V2. Thì sau khi thêm vào chúng ta thấy là gì? Giữa 2, 3 có cạnh nối. Cho nên tới lúc này là chúng ta đủ kết luận là K3 không phải là đồ thị phân đôi. Tại trong những cái phép phân hoạch đầu tiên là chúng ta đã thất bại rồi. Thì với cái nhận xét này thì sau này khi mà chúng ta thấy là trong một cái đồ thị mà nó có 3 đỉnh 3 cạnh tạo thành một cái dạng của cái C3 hay là K3 như thế này thì chắc chắn đồ thị đó không phải là đồ thị phân đôi.
đơn đồ thị đặc biệt cuối cùng là đồ thị phân đôi đầy đủ. Thì đối với đồ thị phân đôi thì nó không có cái ký hiệu, nhưng mà đồ thị phân đôi đầy đủ thì nó có ký hiệu. Đồ thị phân đôi đầy đủ KMN là đồ thị có tập đỉnh được phân thành hai tập con, tương ứng có M đỉnh và N đỉnh, và có một cạnh giữa hai đỉnh nếu và chỉ nếu một đỉnh thuộc tập con này và đỉnh thứ hai thuộc tập con kia. Thì đại loại chúng ta hình dung đồ thị phân đôi đầy đủ. Đồ thị phân đôi đầy đủ, đầu tiên nó phải là đồ thị phân đôi, tức là nó có thể phân hoạch được thành hai tập hợp, sao cho nếu có cạnh thì phải là cạnh nối giữa một đỉnh thuộc tập hợp này với một đỉnh thuộc tập hợp kia, nó phải là đồ thị phân đôi. Ở đây nó có thêm cái tính chất đầy đủ là gì? Là giữa hai đỉnh bất kỳ, nếu đỉnh thứ nhất thuộc tập hợp này, đỉnh thứ hai thuộc tập hợp kia thì có chắc chắn có cạnh nối. Như vậy cứ hễ bóc ra hai đỉnh bất kỳ mà một đỉnh thuộc tập hợp này, một đỉnh thuộc tập hợp kia thì bắt buộc nó phải có cạnh nối. Còn nếu mà là đồ thị phân đôi thôi á thì giữa hai đỉnh của hai tập hợp có thể có hoặc không, hoặc không. Nó chỉ quan tâm là một cạnh bất kỳ thì phải là giữa hai nối giữa hai đỉnh thuộc hai tập hợp khác nhau. Đó là cái đồ thị phân đôi. Còn cái tính đầy đủ là gì? Anh đã thuộc về hai cái tập hợp khác nhau rồi thì bắt buộc anh phải có cạnh nối. Nếu là phân đôi thôi thì có hoặc không. Còn nếu là thêm cái chữ đầy đủ nữa thì bắt buộc phải có. Thì ở đây chúng ta cũng có thể phát biểu ra theo một cái nghĩa khác, theo một cái cách khác, đó là gì? Từ một đỉnh bất kỳ thuộc tập hợp này sẽ có cạnh nối tới tất cả các đỉnh thuộc tập hợp bên kia. Nếu chúng ta nói nó là V1 với V2 thì từ mọi đỉnh trong cái tập hợp V1 đều có cạnh nối đến tất cả các đỉnh trong tập V2. Đó, đó chính là một cái cách phát biểu khác cho cái đồ thị phân đôi đầy đủ. Thì đây chúng ta cũng có thể thấy trong cái ví dụ bên dưới. Đỉnh đầu tiên tập V1 của chúng ta là có 4 đỉnh, V2 có 3 đỉnh. Như vậy cái đồ thị này của chúng ta nó là đồ thị K34 hoặc là K43 thì đều như nhau hết. K34 hoặc là K43. Thì mỗi đỉnh trong cái tập V1 chúng ta thấy là gì? Có 3 cạnh nối tới 3 đỉnh bên cái tập V2. Đỉnh nào cũng như vậy. Một đỉnh tới 3 đỉnh, một đỉnh tới 3 đỉnh, một đỉnh tới 3 đỉnh, một đỉnh tới 3 đỉnh. 4 đỉnh đều như nhau. Còn đối với cái tập V2 thì mỗi đỉnh như vậy nó sẽ có 4 cạnh nối tới 4 đỉnh bên V1. Một đỉnh tới 4 đỉnh, một đỉnh tới 4 đỉnh, 3 đỉnh đều như nhau hết. Thì đây chính là cái đồ thị phân đôi đầy đủ. Như vậy chúng ta tổng hợp lại các cái nội dung mà buổi hôm nay chúng ta đã bàn đến. Đây là cái ví dụ tổng hợp các cái loại đồ thị đặc biệt. Thì trong đó có đồ thị đầy đủ, ký hiệu là K. Thì các anh chị nhớ là cái ký hiệu của đồ thị nó cũng khá quan trọng. Tại vì trong một số trường hợp khi người ta phát biểu bài toán, người ta không nói nó là đồ thị đầy đủ, mà chỉ ví dụ người ta chỉ nói là cho một đồ thị K3, cho một đồ thị K5, một đồ thị K10. Thì rõ ràng lúc này chúng ta phải nhớ cái ký hiệu K, nó tương ứng với cái đồ thị đầy đủ. Thì khi mà chúng ta xác định được cái đồ thị đầy đủ thì lúc đó chúng ta mới biết được những cái tính chất mà đồ thị này nó có. Do ba đồ thị đầy đủ có 3 đỉnh,
thì K3 nó cũng chính là 29Q. 29Q tức là bậc của tất cả các đỉnh đều là 2. Và đồ thị này cũng chính là C3, là đồ thị vòng gồm có 3 đỉnh. K4, đồ thị đầy đủ gồm có 4 đỉnh. Mỗi đỉnh như vậy sẽ có cạnh nối tới 3 đỉnh còn lại. Cho nên K4 cũng chính là 39Q. Cái đồ thị thứ 3 nó cũng là K4 luôn. Chỉ có điều cái cách vẽ của nó khác đi so với cái cách vẽ của cái đồ thị thứ 2. Chúng ta cũng thấy là gì? Từ một đỉnh sẽ có 3 cạnh nối tới 3 cạnh còn lại. Cái đồ thị thứ 4 là đồ thị K2. Và K2 nó cũng chính là K11 luôn. K2 tức là đồ thị đầy đủ gồm có 2 đỉnh. K11 là đồ thị phân đôi. Trong đó chúng ta phân đôi cái đồ thị gồm có 2 đỉnh thành 2 tập hợp. Mỗi tập hợp gồm 1 đỉnh. Và mỗi tập hợp gồm 1 đỉnh thì giữa 2 đỉnh này sẽ có đúng một cạnh nối. Tiếp theo, đồ thị phân đôi đầy đủ K23. Tức là đây là một đồ thị phân đôi. Trong đó chúng ta phân hoặc đồ thị 5 đỉnh thành 2 cái tập hợp. Một tập hợp gồm 2 đỉnh, một tập hợp gồm 3 đỉnh. Và mỗi đỉnh từ cái tập hợp này sẽ có cạnh nối đến tất cả các đỉnh bên cái tập hợp bên kia. Tương tự như vậy, chúng ta có cái đồ thị phân đôi đầy đủ K33. Thì trong buổi hôm sau, thầy Hoàng sẽ giới thiệu cho các anh chị những cái phần còn lại của cái chương tổng quan về lý thuyết đồ thị con, đồ thị bộ phận và những cái phần như là biểu diễn đồ thị bằng những cái phương pháp khác để phù hợp với cái làm việc trên cái máy tính, máy vi tính hoặc là các cái thuật toán việc đồ thị, v.v. Thì cái thời gian còn lại các anh chị có cái thắc mắc gì liên quan tới cái bài học hôm nay cũng như những cái bài học hôm trước thì các anh chị có thể gửi lên trên cái trang trao đổi thảo luận để chúng ta cùng trao đổi và làm rõ cái vấn đề. Nay chúng ta sẽ tiếp tục làm bài tập thực hành liên quan tới cái đọc ghi cái tập tin văn bản thôi. Đó là chúng ta những cái bài trước thì chúng ta sẽ đọc cái nội dung của cái mảng một chiều, thì cái bài hôm nay chúng ta sẽ đọc nội dung từ cái mảng hai chiều. Nó chỉ khác về cái cách thức lưu trữ thôi. Lúc trước chúng ta dùng mảng một chiều thì bây giờ chúng ta dùng cái mảng hai chiều. Thì cái đề cụ thể như thế nào thì tôi sẽ đăng trên cái bản tin của môn học. Tức là chúng ta cũng có sẵn cái mảng hai chiều được ghi trong một cái tập tin văn bản. Sau đó chúng ta viết chương trình để chúng ta đọc cái dữ liệu đó lên. Rồi sau khi có dữ liệu rồi thì chúng ta làm một vài cái thao tác đơn giản, ví dụ như là tính tổng tất cả các phần tử, hay là chúng ta tìm cái phần tử có cái giá trị nhỏ nhất trong cái tập hợp đó, rồi chúng ta sẽ xuất cái giá trị đó, cái giá trị tổng hoặc là cái giá trị nhỏ nhất đó ra cái tập tin kết quả. Như vậy thôi.